Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Đất Sư Vlog. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh mình trong thời gian vừa qua. Hôm nay mình xin phép được mượn lời của một người Anh, cũng là người dân miền Tây, là một người rất yêu quê hương miền Tây Nam Bộ thân thương của chúng ta. Mời tất cả mọi người cùng lắng nghe đoạn cảm nhận ngắn và ngắm nhìn những kiến trúc tuyệt đẹp đã nhúng màu thời gian. Hồi ký Xui theo quang lộ 908 Dị Miệt Bình Tân, một huyện mới tách bộ của tỉnh Vĩnh Long, với bạc ngàn hoa màu trải dài hai bên quan lộ. Ngó lung, đâu đâu cũng thấy hoa màu, cây cối tốt tươi, cảnh đời thới. Luống rẫy mới bắt đầu mùa mưa, nhưng mưa thì thưa thớt độ cuối tháng năm Tây Lịch mới đặng mưa nhiều. Xa xa là những mẫu điền lớn trồng khoai lang, mướp, đậu bắp, bông trổ vàng, trắng, đôi khi màu hường trên nền xanh rì của cây cối, của bầu trời. Hết đoạn quan lộ tầm hơn 30 km Tây, rẽ tiếp vào lộ lớn, đi tiếp dịa miệt Lai Vung, đi chừng hơn 20 cây số là đến Vĩnh Thới, Lai Vung. Ngồi đò nhỏ cạnh đình Vĩnh Thới, độ hơn 10 phút là đến Cù Lao, Tân Lộc, do đi đò máy nên cũng nhanh chóng. Chiếc đò ngang rẽ dọc nhánh sông Hậu, độ này ít ghe tàu nên sóng nước yên ả, đò mấy cứ phăng phăng rẽ nước. Bà con trên đò cười nói rơm rã, kể chuyện ở chợ, chuyện đời. Ngó lung có một bà độ ngoài 60, mặc áo bà ba đen, quần lãnh, đầu đội khăn vải, mang theo một bọc cá lớn, định đò ra đến giữa khúc sông bà sẽ phóng sanh. Ngó thấy cảnh đời như vậy hỏi sao không thích cho đặng. Vẻ đẹp của bến sông luôn làm xuyến sao bao thế hệ con cháu xa quê, bến sông yên tĩnh mà đẹp làm sao, cùng với đó là ngôi đình vĩnh thới tân hòa thiên liên cổ kính. Đôi nét về đình Đình vĩnh thới, tân hòa có từ thời nhà Nguyễn thuộc thôn tân hòa, huyện Vĩnh An do vị tiền hiền tên Phạm Thượng là người đầu tiên có công khẩn hoang lập đình. Đình được vua tự đức ban tặng sắc phong thần bổn cảnh thành hoàng. Trải qua nhiều đời, nhiều lần trùng tu, tôn tạo, di rời, ngày nay, đình tọa lạc tại ấp Hoa Đỉnh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Đình có diện tích 3.746,1m2 với nét kiến trúc của ngôi đình xứ Nam Bộ xưa, có hoành phi, liện đối được chạm trổ đặc sắc. Hàng năm vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, ban tế tự đình tổ chức tế quốc tổ Hùng Vương và cúng kỳ yên hạ điền tại đình. Qua hàng trăm năm, ngôi đình giữ nguyên vẹn giá trị lịch sử, nét kiến trúc. Đây cũng là nơi tín ngưỡng, tổ chức lễ hội văn hóa, dân gian đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh cho người dân trong và ngoài xã. Với những ý nghĩa đó, đình được Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh. Đó là niềm tự hào của chính quyền và nhân dân trong huyện góp phần tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa lịch sử, văn hóa truyền thống của ngôi đình, tôn vinh những vị tiền hiền, người có công đóng góp, giữ gìn, tôn tạo những giá trị truyền thống. Nếu thấy hay mọi người hãy cho mình một like và đăng ký kênh mình nhé. Còn có sai sót gì mọi người góp ý bình luận phía dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc bên gia đình người thân.